Hello, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ nói tần tật về L-carnitin. L-carnitin là gì và tác dụng của nó đối với việc giảm cân, giảm mỡ như thế nào. Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Fitness. L-carnitin là một hợp chất tự nhiên được tổng hợp từ các axit amin, lysine và methionine. Nó chủ yếu được tìm thấy ở trong cơ bắp này, gan, thận. Và chức năng chính của L-carnitin là giúp vận chuyển các chất, các axit béo vào trong tinh thể của tế bào. Đấy là nơi mà chúng được chuyển hóa thành năng lượng. Và điều này đặc biệt quan trọng với quá trình sản xuất năng lượng và chuyển hóa chất béo ở trong cơ thể. Để tôi lấy một ví dụ về L-carnitin mà để cho các bạn dễ hình dung nó là như nào nhé. Thì L-carnitin nó giống như một chiếc xe buýt ở trong cơ thể của chúng ta. Nhiệm vụ của chiếc xe buýt này ấy, nó sẽ chở các hành khách ở đây, tức là các axit béo nhé, từ nơi chúng được lưu trữ, ví dụ như kiểu ở các mỡ ở trên cơ thể, như kiểu mỡ bụng hay là mỡ tay, mỡ đùi, mỡ chân các kiểu, đến các nhà máy sản xuất năng lượng, tức là gọi là các tinh thể ở trong tế bào. Mà khi các axit béo đến được các nhà máy thì chúng sẽ được đốt cháy để tạo ra năng lượng cho cơ thể được hoạt động. Điều này thì giúp chúng ta có đủ năng lượng để làm các hoạt động hàng ngày như là chơi thể thao này, học tập hay là các công việc khác sinh hoạt trong ngày. L-carnitin thì thường được sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung nhằm để hỗ trợ giảm cân và cải thiện cái hiệu suất luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe về tim mạch. Thì bên cạnh đó thì nó còn có nhiều cái ứng dụng ở trong y học để mà điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch, gan hay là thận. Thì L-carnitin tự nhiên cũng có trong cơ thể của chúng ta một ít và cũng có được bổ sung từ những thực phẩm như thịt đỏ, cá, trứng, sữa. Và những ai mà ăn chay ấy, thì người ta nên bổ sung L-carnitin dưới dạng viên uống bổ sung hoặc là các dạng chất lỏng để giúp tăng cường năng lượng. Đặc biệt là đối với những ai mà ăn chay và kết hợp việc tập thể dục thể thao và hay là làm việc. Đây là hai loại L-carnitin. Đây là dạng viên này, đây là dạng nước này. Thì thứ nhất, L-carnitin là có nguồn gốc từ đâu? L-carnitin có nguồn gốc từ hai nguồn nội sinh bên trong cơ thể và ngoại sinh từ thực phẩm tự nhiên và từ thực phẩm chức năng. Thì nguồn nội sinh ấy là tức là bên trong cơ thể ấy, L-carnitin được tổng hợp tự nhiên trong cơ thể từ các axit amin, lysine và methionine. Quá trình này được tổng hợp chủ yếu từ diễn ra từ gan và thận nhé. L-carnitin ngoại sinh là cũng có thể được hấp thụ qua các loại thực phẩm như là thịt bò này, thịt cừu, thịt heo này. Thì những cái loại thịt này nó sẽ là thịt đỏ và chứa nhiều L-carnitin nhất. Thứ hai là cá hồi, cá ngừ và các loại cá khác, hoặc là những cái loại thịt gia cầm như là thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng các kiểu, hay là sữa, các loại từ sữa nhé, cũng có chứa L-carnitin. Ngoài ra thì L-carnitin nó sẽ chứa dưới dạng những thực phẩm bổ sung và thường được sử dụng bởi những người muốn tăng cường năng lượng này, cải thiện cái hiệu suất luyện tập này và hỗ trợ quá trình giảm cân. Cái này nó rất cần thiết và rất có ích cho quá trình giảm cân. Đây, thực phẩm bổ sung đây. Để tôi xin nói rõ hơn về cái tác dụng và lợi ích của L-carnitin đối với cơ thể chúng ta. Thì thứ nhất là nó sẽ chuyển hóa chất béo. L-carnitin nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa, vận chuyển các chất, các axit béo vào trong tinh thể của tế bào, nơi mà chúng được đốt cháy để sản xuất ra năng lượng, giúp các bạn hoạt động hiệu quả hơn. Và đặc biệt là trong quá trình luyện tập, có nghĩa là chuyển hóa chất béo thành năng lượng rất là hiệu quả. Thứ hai là bằng cách hỗ trợ chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thì L-carnitin sẽ giúp cải thiện cái mức năng lượng tổng thể của cơ thể và giúp các bạn cảm thấy là tỉnh táo hơn này, khỏe khoắn hơn cho các hoạt động hàng ngày, có nhiều năng lượng hơn. Kéo theo nó sẽ giúp các bạn là luyện tập được hiệu quả và giảm mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Ngoài ra ấy, thì nó sẽ là hỗ trợ về sức khỏe về tim mạch, thì nó sẽ cải thiện về chức năng tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Nó sẽ làm giảm mức cholesterol xấu, tức là LDL, và tăng cái mức cholesterol tốt lên, HDL lên, đồng thời là cải thiện cái việc lưu thông máu tốt hơn. Và một số nghiên cứu cho thấy thì L-carnitin nó có thể là có lợi cho việc sức khỏe não bộ nhé, và giúp cải thiện trí nhớ và tăng khả năng nhận thức lên. Nó sẽ giúp bảo vệ não khỏi tổn thương của các tổn thương liên quan như kiểu stress hay là vấn đề về đến tuổi tác. Thì như tôi đã vừa nói ở trên thì bằng cách thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo thì L-carnitin có thể giúp hỗ trợ quá trình giảm cân khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập đều đặn. Nó sẽ làm giảm tích trữ mỡ ở các vùng khu vực như là bụng này, đùi này hay là hông này, tại vì là những cái chỗ này là những cái chỗ mà tích lũy chất béo nhiều trong cơ thể, cái kiểu là bụng này, nhưng tay thì ít, rất ít, nhưng mà bụng thì rất là nhiều, bụng và mông và đùi rất là nhiều. Và ngoài ra ấy, thì nó sẽ là hỗ trợ quá trình phục hồi sau luyện tập, nó sẽ giúp làm bạn giảm đau nhức và mệt mỏi hơn, và từ đấy bạn có là luyện tập nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
Ngoài ra thì nó sẽ tăng cường cái quá trình tối ưu trao đổi chất trong cơ thể và giúp cơ thể đốt cháy được calo hiệu quả hơn, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi nhé. Có một cái nghiên cứu cho thấy là nó sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát cơn đói. Từ đó là bạn sẽ duy trì được cái chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát được lượng calo tiêu thụ. Thì nhiều bạn không biết được cái L-carnitine là gì và cứ nghĩ là nó là những cái dạng thực phẩm giảm cân hay là thuốc men các kiểu. Thực ra không phải, nó là một sản phẩm hỗ trợ quá trình giảm cân thôi, chứ không phải thực phẩm giảm cân như kiểu là nó sẽ làm mất nước hay là mất muối khoáng hay là bất kỳ cái gì đấy. Nó rất an toàn đến hầu hết đối với cả mọi người khi mà sử dụng đúng liều lượng nhé. Nhưng mà nó sẽ có một cái số tác dụng phụ đối với một số người, như là có thể nhẹ là buồn nôn hay là đau bụng, tiêu chảy. Tại vì là những cái này thì cơ thể bạn có thể chưa quen, và dần dần bạn làm quen rồi thì nó sẽ giảm dần khi cơ thể thích nghi. Thì liều lượng khuyến cáo là có thể bạn là sử dụng từ những thực phẩm chức năng thông thường dao động là từ khoảng tầm 1.000mg đến 3.000mg mỗi ngày, tùy theo cái chiều cao cân nặng hay là cái mức độ vận động của cơ thể của các bạn. Thông thường thì sẽ có những cái 3.000 trên một liều dùng của cái lợn chai như này. Vậy thì những ai có thể là sử dụng L-carnitine? Thì thứ nhất là những người tập thể hình hay là những vận động viên. Thì những đối tượng này nó sẽ là giúp cải thiện cái hiệu suất luyện tập và tăng cường sức bền và thúc đẩy quá trình phục hồi cơ bắp. Cái thứ hai, đối tượng thứ hai là những người muốn giảm cân. Thì nó sẽ giúp, L-carnitine nó sẽ giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo thành năng lượng, giúp giảm mỡ trong cơ thể. Thứ ba là những người cao tuổi và những người có bệnh về tim mạch. Những người này nó sẽ là hỗ trợ quá trình chức năng của não bộ, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe về tim mạch. Thứ tư là những người bị tiểu đường, thì L-carnitine có thể giúp cải thiện sự chuyển hóa glucose và tăng cường cái sức khỏe tổng thể lên, giúp các bạn là khỏe hơn. Và tiếp theo là những người có vấn đề về gan, về thận, thì L-carnitine tôi vừa nói ở trên nó sẽ là hỗ trợ chức năng gan và thận, giúp giảm triệu chứng mệt mỏi và cải thiện những cái chất lượng trong cuộc sống hơn. Hoặc là những người có chế độ ăn chay này, có ăn chế độ không đủ thịt, không đủ L-carnitine ở trong thực phẩm, thì có thể bổ sung những cái dạng thực phẩm bổ sung bằng như này. Và lưu ý cho những ai không dùng được nhé, là phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú là luôn luôn phải hỏi ý kiến của bác sĩ, hoặc là không nên dùng đối với những loại như này. Hoặc là những người mà đang có vấn đề nghiêm trọng, bệnh lý về gan hay về thận, hoặc là những người mà đang có vấn đề về những cái dị ứng, những cái thành phần chất ở trong, bao giờ có những cái thành phần người ta ghi nhiều đây, thì các bạn nào đang bị dị ứng thì không nên sử dụng nhé. Những người có vấn đề về cả tuyến giáp nữa, tuyến giáp như những cái tuyến ở cổ đây này, thì không nên sử dụng những cái loại này và phải nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Và tiếp theo là cách sử dụng của những cái loại L-carnitine là như nào. Thì các bạn có thể chia nhỏ liều lượng trong ngày ra để mà tăng cường cái khả năng hấp thụ và giảm tác dụng phụ. Thì các bạn có thể là chia 2 đến 3 lần trong ngày. Thì các bạn có thể uống nó trước hoặc sau khi luyện tập để tối ưu cái hiệu suất luyện tập, và nên dùng L-carnitine khoảng tầm từ 30 đến 45 phút trước khi luyện tập nhé. Và lý do tại sao nên dùng khoảng tầm từ 30 đến 45 phút trước khi luyện tập thì nó sẽ giúp các bạn là tăng cường cái hiệu suất luyện tập lên, tăng cái sự bền bỉ bằng cách tối ưu hóa quá trình chuyển hóa chất béo thành năng lượng hơn. Vì nó sẽ sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng chính, và từ đấy giúp bạn luyện tập được lâu hơn và hiệu quả hơn. Hoặc là các bạn có thể uống kết hợp với cả bữa ăn. Lý do tại sao là tôi bảo các bạn dùng trong hoặc ngay sau bữa ăn thì nó sẽ giúp cải thiện được sự hấp thu của các L-carnitine thức ăn, và đặc biệt là những thức ăn giàu carbohydrate, nó có thể giúp tăng cường hấp thu các L-carnitine vào trong cơ thể, làm giảm nguy cơ tác dụng phụ như buồn nôn hoặc là khó chịu ở dạ dày, và giảm tác dụng phụ ở trên dạ dày. Thì các bạn luôn luôn phải theo dõi cái phản ứng của cơ thể. Khi mà các bạn uống cái này bị phản ứng gì đấy thì các bạn nên ngừng lại ngay hoặc là hỏi ý kiến của bác sĩ nhé. Nên dùng từ, nói chung là từ khoảng 2 đến 3.000mg trên một ngày nhé. Chia đều trong ngày 2 đến 3 lần. Và mỗi lần sử dụng tầm khoảng 1.000mg. Nên có thể kết hợp với cả những thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung nào khác. Thì các bạn có thể là sử dụng kết hợp với cả các loại BCA này, hay là whey protein này, hay là dầu cá omega 3 này, hay là creatine này, hay là CLA, hay là multivitamin, pre-workout. Nói chung là dùng với những cách dùng chung với nhau, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu. Nó sẽ là mỗi cái thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung đều có một cái chức năng riêng và bổ sung kết hợp với nhau thôi. Thì ngoài ra L-carnitine nó sẽ giúp chống viêm nhé, đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây ra. Và tổn thương do gốc tự do gây ra là một trong những nguyên nhân gây viêm và đau khớp, sẽ giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể, từ đó nó sẽ giảm đau
khớp do viêm, lưu thông máu, cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất cho các khớp, hỗ trợ quá trình phục hồi và giảm đau khớp. Từ đấy anh em sẽ suy ra là nó sẽ giúp làm đỡ đau khớp hơn. Thì bạn nào đang trong quá trình giảm cân hay là siết cơ thì có thể dùng L-carnitine này để mà hỗ trợ có giấy cho đỡ mệt mỏi hơn. Thì anh em đã có câu hỏi thắc mắc gì về L-carnitine hay là bất kỳ những cái chất thực phẩm bổ sung nào, hay là whey protein hay mass, thì các bạn thì anh em có thể là comment xuống bên dưới để tôi sẽ trả lời đầy đủ cho anh em. Và mỗi hóa đơn trên 500.000 ấy thì bên tôi sẽ thiết kế những cái mà thực đơn ăn uống và luyện tập cho các bạn, chi tiết tính toán calo và protein nạp vào cơ thể để cho các bạn dễ dàng tăng cơ, giảm mỡ hay giảm cân hơn. Thì đơn trên 1 triệu sẽ được tặng thêm cả một bình lắc nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Hãy cho tôi xin một like và một subscribe để tôi có động lực ra những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.